Xin chào tất cả các bạn. Khi nói đến thời trang, chúng ta thường nghe thấy quy tắc và xu hướng mới mỗi ngày, từ việc ăn mặc gì và không nên mặc gì. Những quý cô U70 muốn ăn mặc đẹp và thời trang nên chọn trang phục nào? Hôm nay các lăng sẽ gợi ý giúp những mẫu trang phục cho các bà, các dì, các mẹ tham khảo nhé. Ở độ tuổi 70, phong cách thời trang của quý bà, quý cô sẽ có sự thay đổi không nhỏ. Cũng còn cập nhật liên tục những xu hướng mới hội hạ, update tủ đồ của mình như thời trẻ. Mà lúc này thì quý bà quý cô sẽ ưu tiên chọn chất lượng hơn là số lượng. Dù không quá nhiều trang phục nhưng sản phẩm được lựa chọn phải đáp ứng những tiêu chí yêu cầu. Trong đó cơ bản là sự thoải mái, màu sắc nhẹ nhàng và kiểu dáng đơn giản. Các thiết kế rươm ra hay sặc sỡ được lựa chọn hơn vì chỉ dành cho các những đam mê quan trọng. Bên cạnh đó thì các quý bà sẽ ưu tiên trang phục có điểm nhấn sang trọng, kín đáo, thể hiện được phong thái của người phụ nữ trung niên. Xu hướng lựa chọn những bộ đồ người già U70 trở lên thường có màu sắc tối hơn, ít hoa tiết hơn. Đa phần những lựa chọn là những hoa tiết chìm hoặc là thiêu để tạo nên sự trang nhã lịch sự. Với độ tuổi này thì những bộ áo quần tay lở sẽ rất là phù hợp và những màu áo sẽ được thiết kế với màu sắc trang nhã, ấm áp làm chủ đạo. Thiết kế cũng khá đơn giản và không có quá nhiều hoa tiết hơn so với giới trẻ. Yêu cầu đối với những chiếc áo này là được làm từ những chất liệu vải có màu sắc trang nhã và ấm áp. Thiết kế càng đơn giản càng tốt, đồng thời những bộ đồ này kín đáo không hở hang, giúp cho các bà mặc vào toát lên sự thanh lịch và quý phái. Những thiết kế cổ tròn không quá sâu, viền cổ áo thiếu hoặc làm cho người mặc trẻ trung hơn, thanh thoát hơn ở phần cổ. Bên cạnh đó thì chất liệu vải lụa muslin cao cấp được thiết kế dành riêng cho độ tuổi này. Cảm ơn các ba các chị em mình đã quan tâm theo dõi.